Loại hoa này nó có tên là hoa Huệ Mưa này các bạn. Mình đang quay cho các bạn xem những cái hoa này là hoa của nhà mình này. Khi là mình cũng phải canh cả một thời gian dài á. Hôm nay nó là một ngày mà nó nở rộ bông á các bạn, nên là mình mới tranh thủ mình ghi hình để chia sẻ cho các bạn nè. Đây mình zoom lại gần các bạn xem nè, cái hoa nó cũng rất là dễ thương nè. Và ở bên này là một luống hoa khác này các bạn. Trong nhà mình có cái loại hoa này từ lâu rồi, mà từ đầu mùa mưa cho đến giờ mình cũng đã canh để mình ghi hình lại để chia sẻ cho các bạn, mà mỗi một lần nó ra nó chỉ có 1-2 hoa thôi. Cho tới cái thời điểm này là khoảng đầu tháng 7 ấy các bạn, nó mới rộ hoa, trong một ngày là mình mới thấy nó rộ hoa này các bạn. Mà đây là mình quay vào lúc sáng sớm á, khi mà nó mới vừa nở ra, rồi có những cái ánh nắng mà nó mới chiếu vào nè các bạn. Mình ghi hình lại để chia sẻ cho các bạn cùng xem nè. Cái loại hoa này thì mình gọi nó là hoa Huệ Mưa, nhưng mà có một số người người ta gọi là hoa Huệ Đất nè. Hình như cái loại hoa này nó cũng nhiều màu lắm, nó có màu vàng và màu trắng, nhưng mà nhà mình chỉ có một màu hồng nè. Thì các bạn cùng xem nha.